Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trong khu nhà lầu đồng bộ khoảng 70 căn. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 17m. Và được thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có khoảng vỉa hè phía bên ngoài, cũng như mình sẽ có một khoảng sân và gara để xe hơi, cũng phòng bếp và phòng khách, 4 phòng ngủ chính, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ giặt và thân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế theo phong cách Roma. Phía bên ngoài thì mình có những cái lan can được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp, và những cái mảng chỉ nổi trang trí để tạo điểm nhấn cho cái mặt tiền của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, khu sang trọng nhất thuộc đường Phan Huy, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình có con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến khoảng 7m. Hai bên thì mình có vỉa hè rất là đẹp, cũng như khu nhà lầu này thì đang được xây dựng cũng như đã xong được một số căn rồi. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà đã hoàn thiện xong để gửi đến cho khách hàng. Cũng như khu nhà lầu này thì rất là cao cấp và rất là sang trọng, cũng như thuộc bậc nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và khu nhà lầu này thì nằm trên trục đường Phan Huy và sát phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là con đường để dẫn ra đường trục chính, đường Phan Huy. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng 1m để mình để xe, để giày dép, cũng như tiếp đến là mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có khoảng sân khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy, cũng như khoảng sân này thì hai bên cũng được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ, và phía bên trên thì cũng đã được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn, và kế tiếp là khu vực không gian phòng khách chính trệt của căn nhà. Thì mình có một bộ bàn ghế gỗ đã được anh chị chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Cũng như sàn nhà mình thì được lót gạch đá bóng kính 60 1m2. Hai bên thì mình cũng được ốp gạch giả gỗ cao lên khoảng độ 1m2 1m3, có đi cho mình những cái mảng chỉ trang trí rất là đẹp. Và phía bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao và hệ thống đèn chùm. Cũng như khu vực phòng khách dưới tầng trệt này thì nếu như gia đình mình có xe hơi thì mình có thể để bỏ ở dưới khu vực dưới tầng trệt này, thì phòng khách mình sẽ được rời lên khu vực phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu như nhà mình tạm thời chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt này mình làm phòng khách. Với bề ngang căn nhà lên đến 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 17m thì được anh chị nhà thiết kế khu vực ở dưới tầng trệt này thì rất là rộng rãi để mình để xe hơi, cũng như làm phòng khách ở dưới tầng trệt rất là rộng. Và di chuyển vào bên trong là khu vực cầu thang căn nhà. Thì trụ cầu thang, tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và mặt đá hoa cương với hai tông màu là màu đen và màu trắng, rất là đẹp và rất là sang trọng. Cũng như đối diện cầu thang thì mình có một cái vách tường được ốp đá cao lên kín tường, đá hoa văn trang trí rất là đẹp. Cũng như di chuyển là khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế đã được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và bên trong không gian phòng bếp thì mình có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và mặt đá hoa cương. Bên trong không gian phòng bếp thì mình có một cái tủ lạnh, cũng như bếp điện từ và quạt hút khử mùi, cũng như bồn rửa chén bát. Và di chuyển là khu vực phía sau là khu vực nhà vệ sinh và giếng trời. Thì mình có một cái giếng trời thông từ trên sân thượng xuống để lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà.
Kế bên thì mình có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách và phòng bếp cũng như gara xe hơi ở dưới trệt của căn nhà. Và mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để khách hàng cùng chiêm ngưỡng cũng như tham quan một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, nằm trong khu nhà lầu đồng bộ. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ là quý nhà hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và sang trọng bậc nhất của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì phía bên ngoài, khu vực không gian tầng lửng căn nhà mình sẽ có thêm một cái sảnh khoảng độ hơn 1 mét để mình ra ngoài vui chơi cũng như hóng mát. Và di chuyển vào bên trong khu vực không gian phòng khách tầng lửng thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực. Bên trong thì mình có một bộ bàn ghế sofa cũng như không gian phòng khách tầng lửng thì được các chị chủ nhà ốp gỗ cũng như ốp nhựa trang trí cao lên kín tường, rất là sạch sẽ. Và đặc biệt của căn nhà này thì khu vực tầng lửng mình sẽ có thêm một cái phòng vệ sinh để gia đình mình có nhu cầu muốn làm phòng ngủ, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình thì rất là thuận tiện. Với bề ngang căn nhà lên đến 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 17m, cho nên là anh chị có thể tha hồ để thiết kế có nhà vệ sinh ở khu vực tầng lửng này. Và chỉ với diện tích từ 16-17m đổ lên thì mình mới thiết kế được nhà vệ sinh ở khu vực tầng lửng của căn nhà, rất là thuận tiện. Và bên trong không gian phòng khách thì mình cũng đã được lắp ráp máy lạnh sẵn rồi, rất là thuận tiện. Và chỉ với giá 9 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ sang trọng tại trục đường Phan Huy Ích, phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và sát bên là phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình sẽ đến với lại một căn nhà mini phố nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và được các chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Thì phía bên ngoài không gian phòng ngủ mình sẽ có một bộ cửa bản nguyên khối được làm bằng chất liệu gỗ cam xe rất là đẹp. Và bên trong không gian phòng ngủ thì mình có giường, tủ, kệ để tivi, bàn làm việc cũng như bàn trang điểm rất là rộng rãi và rất là thoáng mát, có cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Và mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng và có đầy đủ rèm cửa cũng như máy lạnh. Không gian phòng vệ sinh căn nhà mình thì được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem một căn nhà chỉ với giá trên dưới 9 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trong khu nhà lầu đồng bộ. Và khu nhà lầu này thì đẹp bậc nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và khu này thì chỉ có khoảng độ 6-70 căn nhà thôi. Căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông phía trước căn nhà, rất là thuận tiện để mình có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Khu phân lô khu nhà lầu đồng bộ này thì mình có con đường ở phía trước rất là rộng, khoảng 7m, và hai bên thì mình có thêm vỉa hè mỗi bên khoảng 1m nữa. Cho nên là khu nhà lầu này thì sau khi xây dựng xong thì sẽ được đổ nhựa cũng như trải nhựa lại. Thì rất là đẹp và rất là sang trọng. Toàn bộ là nhà lầu cũng như khu dân cư rất là cao cấp. Và căn nhà mình thì được thiết kế full nội thất với 4 phòng ngủ đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Thì khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ việc xách vali về nhận nhà vào ở ngay thôi, mình không phải sắm thêm đồ gì nhiều. Với giá trị đất tại khu vực này thì đã dao động vào khoảng hơn 100 triệu một mét rồi. Cho nên là
Giá trị của căn nhà này sau khi xây dựng lên thì với một cái giá tầm từ 8 tỷ đến 9 tỷ thì khu nhà lầu này khi hoàn thành hết thì rất là đẹp và rất là sang trọng cũng như rất là cao cấp. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4 mét và chiều sâu căn nhà lên đến 17 mét và được thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì có sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ chính, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, và chỉ với giá 9 tỷ 300 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm này. Thì căn nhà này nằm trên trục đường Phan Huy Ích thì rất là thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Trường Chinh, cũng như căn nhà mình thì nằm sát với lại sân bay Tân Sơn Nhất cũng như gần ngã ba của Trường Chinh và Cộng Hòa, rất là thuận tiện để quý nhà mua để ở cũng như mở văn phòng công ty. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.